Xin chào quý vị các bạn. Nếu như các bạn mua chiếc xe Toyota Hilux phiên bản cao cấp này vào trước ngày 10 tháng 4 năm 2019 thì các bạn sẽ tiết kiệm được hơn 35 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ. Và lý do vì sao các bạn tiết kiệm được hơn 35 triệu tiền lệ phí trước bạ thì mời các bạn xem phần tiếp theo của video. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 2 vừa qua thì chính phủ đã chính thức ban hành cái nghị định 20 năm 2019 bổ sung vào cái nghị định 140 2016. Nghị định này nói về việc tăng lệ phí trước bạ xe bán tải và xe van sẽ tăng lên 60% so với thuế trước bạ với xe 9 chỗ trở xuống. Thì xe bán tải là xe vừa chở người và vừa chở hàng, còn xe van là xe có khối lượng chuyên chở dưới 1,5 tấn và chở dưới 5 người. Thì cụ thể đối với ở thành phố Hồ Chí Minh thì thuế trước bạ của xe du lịch dưới 9 chỗ hiện tại đang là 10%, thì chúng ta sẽ nhân với 60%, thì như vậy là các xe bán tải đăng ký ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải đóng thuế là 6%, có nghĩa là nó tăng lên gấp 3 lần so với khi chưa tăng là 2%. Còn những khách hàng đăng ký ở khu vực Hà Nội thì hiện tại là xe du lịch dưới 9 chỗ ở Hà Nội đang thu thuế trước bạ là 12%. Như vậy chúng ta sẽ lấy 60% nhân với 12%, thì những khách hàng đăng ký biển số Hà Nội mua xe bán tải và xe van sẽ đóng mức thuế là 7.2% giá trị xe. Đấy. Và mức thuế này được chính thức áp dụng vào ngày 10 tháng 4, 2019. Như vậy là còn gần một tháng nữa để các bạn có thể mua chiếc xe bán tải này với mức thuế cũ là 2% đối với thành phố Hồ Chí Minh. Việc tăng lệ phí trước bạ lần này làm cho giá xe lăn bánh của xe bán tải tăng lên đáng kể. Vì vậy, nếu như các bạn mua xe và đăng ký xe trước ngày 10 tháng 4, 2019 thì các bạn có thể tiết kiệm được từ 30 đến hơn 35 triệu tiền thuế trước bạ. Đó là chưa kể hãng xe sẽ có những khuyến mại đặc biệt để giúp các bạn có những quyết định nhanh chóng hơn khi mua xe. Khi có nhu cầu mua xe, các bạn hãy gọi cho Lê Sĩ Vân 0903 10 6669. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy ủng hộ tôi bằng cách là bấm nút like, nút đăng ký và nút chuông để theo dõi những cái video clip mới nhất của tôi. Xin cảm ơn các bạn.